Chào mừng em đã trở lại với kênh Dụng Cụ Hình Gia. Hôm nay là ngày thứ tư. Như thường lệ thì em sẽ có cái buổi live stream ha. Nhưng mà hôm nay cũng cận Tết quá rồi anh em, nên là các đơn vị vận chuyển gần như là họ cũng đã ngưng nhận nha. Đối với các anh em khu vực miền Bắc và miền Trung á, gần như là các đơn vị vận chuyển họ đã ngưng nhận hàng. Đó, nên là nếu anh em nào mà xác định là đặt hàng mà qua Tết nhận á, thì anh em có thể đặt hàng. Còn nếu anh em mà đặt hàng mà chắc chắn 100% mà nhận hàng trong Tết thì nó hơi khó ha. Đó, còn các cái anh em mà ở khu vực Hồ Chí Minh hoặc là khu vực Tây Nguyên hoặc là khu vực miền Tây á, thì vẫn còn có thể là nhận được hàng trong Tết nha anh em. Đó, nên là các anh em ở khu vực lân cận thì anh em có thể đặt hàng. Còn anh em ở ngoài miền xa thì anh em có chắc là để qua Tết đặt nha anh em. Rồi, thì gần cái Tết rồi nhưng mà em cũng đã triển khai. Nói chung là mấy hôm nay thì cũng có được cái thời gian rảnh ha. Nhu cầu hàng hóa của anh em nó dần ít lại rồi. Chủ yếu mấy hôm nay chủ yếu bán rửa xe với lại nén khí thôi. Rửa xe, nén khí với lại là hút bụi thôi. Đó, nên là cái thời gian cũng khá là rảnh ha. Nên là em có triển khai thêm một số cái sản phẩm của Hukan. Đó, nhập về cái lô hàng khá là nhiều. Đâu đó khoảng hơn 100 triệu nha anh em. Thì để nói chung là trong năm 2024 thì em sẽ làm mạnh các cái sản phẩm của Hukan luôn. Tức là em sẽ làm song song hai cái thương hiệu đó là Detong và Hukan. Thì những anh em nào có nhu cầu mua Detong cũng có, hoặc là nhu cầu mua Hukan cũng sẽ có luôn nha anh em. Thì về hai cái thương hiệu này á, thì đâu đó Detong nó sẽ nhỉnh hơn một chút xíu ha, nhỉnh hơn chút xíu về chất lượng cũng như là về cái giá. Đó, nên là tùy vào nhu cầu ha. Nếu mà anh em nào mà ví dụ như muốn một cái sản phẩm nó ở mức tầm trung một xíu, nó giá nó rẻ một xíu, thì anh em có thể là cân nhắc lựa chọn Hukan. Còn nếu mà anh em nào muốn cái sản phẩm nó chất lượng hơn một chút xíu thì anh em có thể là lựa chọn các sản phẩm của Detong ha. Và đặc biệt là hiện tại em thấy bên Hukan họ cũng đang cập nhật mẫu mã rất là nhiều. Đó, và những cái sản phẩm mà có mẫu màu xám này nó đang về khá là nhiều và cũng có một số máy cũng khá là ngon nha anh em. Rồi, thì hôm nay em sẽ lên sơ bộ cho anh em các cái sản phẩm mà hiện có tại bên cửa hàng ha. Thì ngày mai là ngày thứ năm thì bên Hukan sẽ giao cho em thêm một lô hàng nữa nha anh em. Nói chung là trước Tết này thì em cũng ủng hộ ha, nhập hàng Hukan để gọi là tạo tiền đề cho năm 2024 có thể là làm sâu làm rộng hơn đối với cái dạng sản phẩm của Hukan nha anh em. Rồi, thì ngoài ra thì các cái sản phẩm của Detong thì em vẫn đang có đầy đủ nha. Và gần như là các sản phẩm của Detong trong cái dịp Tết này thì em đều để giá rất là tốt nha. Các cái sản phẩm về máy rửa xe điện á, các cái mã giống như 2200A nè, rồi mã 3001, 3001 Plus đó, thì em đều có cái chương trình giá đặc biệt hết ha. Gần như mỗi máy em đều giảm từ 200 cho tới 300 nghìn. Đó, nhưng mà đa số anh em chịu khó tới cửa hàng giùm em ha. Tại vì giai đoạn này ship đi thì nó hơi cực một chút xíu. Nhiều khi giao không có tới được cho anh em á. Nên là những anh em nào ở gần khu vực Thủ Đức mà khu Hiệp Bình Phước đó, thì anh em có thể ghé qua cửa hàng để anh em lấy luôn. Hàng hóa thì em có sẵn nha. Đó, em đang giảm từ 200 cho tới 300 ngàn trên một sản phẩm. Nói chung là gần cuối năm nên là giá em để rất là sát ha. Gần như là em chỉ còn lại khoảng 30 tới 50 ngàn một chiếc máy thôi. Nên là anh em nào có nhu cầu thì anh em cứ tới cửa hàng để anh em lấy. Đó, giá là gọi là bao tốt thị trường luôn nha. Rồi, còn đối với cái sản phẩm Hukan này á, thì em sẽ chạy cái chương trình từ bây giờ cho đến hết năm 2023 âm lịch đó, là em sẽ giảm tất cả là 10% ha. Đó, coi như là chương trình đầu tiên của Hukan, em sẽ giảm 10% cho anh em khi anh em mua các sản phẩm của Hukan. Đó, thì bên em sẽ làm việc cho tới ngày khoảng ngày 27 hoặc là 28 âm lịch. Nếu mà tình hình mà nó vắng quá thì em sẽ làm hết ngày 27. Còn nếu mà anh em vẫn mua hàng nó sôi động một xíu thì em sẽ làm hết ngày 28 nha anh em. Nên là anh em cứ yên tâm. Muốn mua hàng thì cứ chạy qua bên em. Và anh em lưu ý là khi anh em qua thì nhớ gọi trước ha, gọi trước giùm em. Tại vì nhiều hôm em về sớm mà mùa cuối năm bận bịu dọn dẹp nhà cửa anh em, nên là nhiều hôm khoảng tầm 3-4 giờ chiều là em đóng cửa mất tiêu rồi. Nên là anh em xác định chạy qua cửa hàng Hình Gia để coi sản phẩm thì anh em nhớ gọi trước giùm em là báo là chiều nay chạy qua coi sản phẩm thì em ở lại em chờ ha. Chứ nhiều khi mất công, có nhiều anh em chạy từ quận 5, quận 6 chạy qua tới đây mất cả 2 tiếng đồng hồ mà không mua được cái gì hết thì cũng em cũng rất là ngại. Rồi, bây giờ sẽ đi vào chi tiết các sản phẩm của Hukan nha. Thì anh em lưu ý là chương trình của Hukan thì em vẫn đang hỗ trợ cho anh em từ bây giờ đến hết ngày 28 âm lịch, 28 tháng 12 âm lịch ha, là sẽ giảm cho anh em 10% nha. Đó. Rồi, đầu tiên là có cái con này khá là ngon này anh em. Đó, mã của nó là
HM21GSI00200. Thì đối với em cũng không biết sao những cái mã của bên Hukan thì họ làm nó hơi dày một xíu à, hơi dài, hơi khó nhớ một chút xíu. Hay là do em mới triển khai Hukan em không biết nữa. Nhưng mà đối với cái mã của Deston thì nó đơn giản hơn ha. Nó đơn giản đó, thấy cái mã này nó hơi dài một chút xíu nhưng mà không sao ha. Cái này nó là cái tên thôi, nó không ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Rồi, thì đây là cái cục mà biến tần. Nó chuyển từ từ điện 21V nó sẽ chuyển ra điện áp đó là 220V. Thì con này bữa giờ cũng có rất là nhiều anh em hỏi á, nhưng mà của Deston không có. Bây giờ thì của Hukan là đã về rồi. Thì trên thị trường anh em có thể thấy một số cái hãng giống như là Bosun hoặc là Himoki, hoặc là có một số cái thương hiệu của Trung Quốc họ cũng đang có cái biến tần này. Thì cái giá đâu đó nó cũng sẽ rẻ hơn Hukan ha. Thì Hukan thì giá nó cũng hơi gọi là tạm ổn ha. Nói chung về chất lượng thì em cũng chưa có test qua, tại vì hình như lô này lô đầu tiên của Deston họ về. Rồi giá của cái biến tần này á thì giá của nó là 230.000 nha anh em, 230.000. Và đặc biệt này, khi anh em mua cái biến tần này thì anh em sẽ có cơ hội mua một cái chiếc thước 5m của Hukan với giá là 20.000. Đó, tức là anh em mua cái combo là hai món ha, combo hai món là một cái biến tần này giá là 230 thì sẽ được mua thêm một cái cây thước với giá là 20.000. Đây, tức là cái này là cái thước dây nha, thước dây 5m của Hukan ha. Thì cái này anh em nào mua lẻ thì giá của nó là 40.000 nha anh em. Nhưng mà khi anh em mua với combo hai món như thế này thì em sẽ hỗ trợ cho anh em là giá là về 250.000 hai món. Thì anh em lưu ý ha, cái những cái món này giá thì em sẽ để giá thẳng luôn nha, chứ không có chiết khấu 10%. Chiết khấu 10% sẽ là những cái sản phẩm về máy ha. Máy thì em sẽ chiết khấu về 10%. Rồi còn cái bộ đôi này á thì giá nó sẽ là 250.000. Anh em sẽ có được hai món như thế này. Đó, giá là giá tại cửa hàng nha anh em. Còn ví dụ như khi ship đi này kia mọi thứ thì nó sẽ phí nó đâu đó mùa cuối năm thì phí nó khoảng là 35-40.000. Hiện tại là một số đơn vị vận chuyển họ đã nghỉ hết rồi nha. Chỉ còn lại đơn vị vận chuyển GNT ha. Nhưng mà GNT thì cái phí vận chuyển nó hơi cao một chút xíu. Rồi, một bộ hai món ha, cây thước 5m và cái biến tần lên 220 điện 220 như thế này. Giá là 250.000. Còn em mua lại cái này nó là 230 ha. Cây thước này là 40, tức là hai cái này tổng cộng là 270, giảm cho anh em được 20.000 á. Ok, cây thước này thì xài rất là ngon nha anh em. Bữa giờ cái lô đầu tiên thì em bán với giá là 30.000 thì được anh em ủng hộ rất là nhiều. Đó, được anh em ủng hộ rất là nhiều nha. Anh em có thể thấy nè, em kéo ra khoảng tầm 2m mà nó không có gãy nha, không có gãy thước ha. Đó, khá là ngon nha. Rồi ok, cây thước này thì bán rất là nhiều rồi nha, nên là anh em yên tâm sử dụng. Rồi còn cái biến tần này thì anh em có thể sử dụng cho các cái thiết bị giống như là quạt nè, hoặc là anh em sạc điện thoại nè, hoặc là anh em làm gắn những cái adapter mà của cái cục wifi á. Nhiều khi anh em cúp điện thì đâu có wifi đâu. Đó, mua cái cục này về gắn chuyển từ pin qua điện luôn. Đó, xài ngon lành ha. Nó có thêm cái ba cổng USB này anh em, ba cổng USB để anh em sạc cái điện thoại á. Rồi ok, cái này thì anh em nào mua thì cứ liên hệ vào số điện thoại giùm em nhé. Rồi tiếp tục là sẽ có cái pin ha. Đây là pin này là pin 4A nha anh em, 4.5A ha, pin 15 cell 4.5A. Thì giá của này một pin một sạc ha. Khi anh em mua cục pin thì anh em sẽ được tặng thêm cục sạc. Giá của nó là cục pin 4A này, giá 4.5A này, giá của nó là 500.000, là combo một pin một sạc nha anh em. Và cái cục pin này thì em vẫn đang hỗ trợ giảm cho anh em thêm 10% ha, tức là sẽ được giảm là 50.000, là còn lại là 450 thôi. Thì cái chương trình này em sẽ áp dụng cho đến hết cái Tết âm lịch nha anh em, nên là anh em lưu ý ha. Rồi thêm một cái nữa đó là cái bộ sẽ pin 6A ABS 6A ha, 15 cell luôn nhưng mà 6A. Thì giá của cục pin này là 690.000, anh em vẫn được tặng một cái bộ sạc ha, tặng một cái bộ sạc 1A giống như thế này. Ôi, cái bộ sạc để đâu rồi, đây, được tặng một cái bộ sạc này. Đó, một cái combo một pin một sạc như thế này thì là 690.000, giảm cho anh em thêm 10% nha. Pin 6A thì anh em xài nó sẽ lâu ha, xài nó được lâu. Rồi tiếp tục là đi vào một số con máy ha.
Đây, ở đây em có cái bộ này, em đợt này em về rất là nhiều này. Cái mã này là mã HK CD 445 MCL ha. Cái bộ này thì bộ màu xám rất là đẹp nha anh em. Đó, số lượng em về rất là nhiều luôn. Và hiện tại thì em có nói chuyện trao đổi với bên thông tin với bên Hukan thì họ có chia sẻ là về những cái dòng 16.8 thì gần như hiện tại họ đang làm rất là mạnh ha. Làm rất là mạnh và liên tục là nâng cấp này kia mọi thứ. Nên là anh em cũng có thể tham khảo. Nói chung là cái giá của nó khá là mềm, một bộ như thế này mà giá của nó chỉ có 730 ngàn thôi. Và hiện tại thì em còn hỗ trợ cho anh em giảm thêm là 10% nữa. Đó, trong cái đợt cuối năm này ha, giảm thêm 10% nữa thì giá nó về rất là rẻ này. 10% là giảm được thêm 73 ngàn nữa. Cho 70 ngàn đi thì tính ra giá anh em còn lại chỉ có 760 ngàn thôi. Rồi, ok ha, anh em về nhìn thông số của máy nè. Rồi, đó 16.8V. Rồi cái dung lượng pin của nó là ở đây nó có hai pin nha. Hai pin 16.8V 1,5A. Rồi cái tem này nó nhỏ quá không thấy đường luôn. Lực của nó là 45 Newton nhân mét và tốc của nó tối đa là 1.400 vòng trên phút ha. Nó sẽ có hai cấp tốc nha anh em. Hai cấp tốc ha. Rồi đặc biệt con này thì nó có ba chức năng luôn. Ba chức năng màu xám rất là đẹp ha. Ba chức năng khoan bắt bít với lại khoan tường đó. Rồi phần chỉnh lực ở đây 20 cấp trượt ha, đầu kẹp auto lock 10 ly đó, thiết kế màu xám rất là đẹp ha. Thì đối với những cái sản phẩm Hukan thì bây giờ họ cũng thiết kế nó đẹp lắm anh em, không có còn ba vi này kia mọi thứ nữa, nó gần như là họ thiết kế khá là đẹp, bọc cao su này, motor rút led luôn đó. Thì ngoài ngoài những cái ngoài cái thân máy kèm hai cái pin và một sạc á, thì nó còn đi kèm thêm cho anh em là một cái mớ phụ kiện như thế này ha. Đó, anh em có thể nhìn thấy này, ở đây là nó sẽ có mũi khoan này. Không biết sao nó gắn ngược luôn. Ok, mũi khoan, anh em nhìn thấy là những cái mũi khoan mà nó có đầu nhọn nhọn này là mũi khoan gỗ gỗ nha anh em, nó có đầu nhọn là mũi khoan gỗ ha. Rồi những cái mũi khoan mà nó đen như thế này đầu bằng là mũi khoan sắt. Ở trong bộ này thì nó không có bộ mũi khoan tường, chỉ có khoan gỗ và khoan sắt thôi. Và đặc biệt nó có thêm cái cây này khá là hay nè, cây này để chuyển cái đầu khoan á, đó, chuyển cái đầu khoan anh em gắn vô anh khoan những cái góc đồ vẫn được nha. Rồi thêm nữa là những cái đầu vít ha, rồi một cái đầu bắn, đầu này là đầu bắn ốc hả ta, đó, đầu à đầu chuyển đổi, rồi thêm những cái đầu bu lông như thế này, đó, nói chung khá đầy đủ, anh em về mua về là xài cho gia đình là hết sảy luôn nha. Rồi một bộ một máy hai pin một sạc như thế này thì giá cho anh em chỉ có 730 ngàn và hiện tại thì em đang hỗ trợ cho anh em thêm 10% trong cái dịp cuối năm này đó, cũng như là cái đợt đầu tiên em làm các sản phẩm của Hukan nha anh em. Nên là anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể mua cái bộ này, thì anh em xài trong gia đình rất là ok rồi, và màu màu của nó là màu xám cũng rất là đẹp ha. 730 nghìn giảm 10% nha anh em. Hàng thì nó đang có sẵn luôn, sẵn hàng tại 596 quốc lộ 13 ha. Đó, anh em nào mà có nhu cầu muốn tham khảo hoặc là muốn qua test thử đó, thì anh em cứ qua cửa hàng đó em cho anh em coi. Thì cái bộ này em nhập về số lượng rất là lớn luôn đó, em nhập cái lô rất là lớn, thì khi mà nhập số lượng nhiều đó, thì anh em cũng biết rồi, cái gì vậy, nhập số lượng lớn thì nó sẽ có được cái chương trình ha, cái chương trình tốt thì có được cái giá tốt thì em cũng sẽ quay lại hỗ trợ giá tốt cho anh em thôi, chứ không có gì hết. Rồi, bộ này là mã nó là HKCD0445 MCL đó, màu xám. Em nghĩ bộ này thì anh em nào làm gia đình thì anh em nên mua ha. Tại gia đình nó đầy đủ quá rồi, hoặc là anh em thợ cũng được. Thợ sửa những cái đồ nhỏ nhỏ thì anh em cũng có thể mua cái bộ này. Rồi, tiếp tục một cái con máy á. Đây, con máy này nó rất là ngon, đã này anh em. Con này thì bữa giờ bên hãng hết hàng. Hiện tại nó mới vừa về hàng lại thôi. Mã của nó, con này là con bơm bơm lốp ô tô ha. Bơm lốp ô tô xe máy gì cũng được ha. Mã nó là Z1001. Đó. Đây. Thì cái con này, cái thân máy nha. Cái thân máy giá của nó là 540 nghìn. Và hiện tại thì em cũng hỗ trợ cho anh em thêm 10% ha. Giảm cho anh em thêm 10% đối với con máy bơm này. Tức là cái chương trình mà giảm giá 10% này thì em chỉ áp dụng trong cái lô hàng đầu tiên này ha. Lô hàng này cho đến hết Tết âm lịch thôi. Còn qua Tết thì anh em mua nó sẽ có cái giá bình thường ha. Còn ví dụ như anh em nào ở khu vực miền Trung và miền Bắc á,
Nếu mà vẫn muốn đặt hàng trong cái dịp Tết này để có cái giá tốt thì anh em cứ liên hệ đặt hàng giùm em, thì em sẽ lưu lại thông tin và em giữ hàng ha, qua Tết em sẽ ship. Qua Tết em sẽ ship nha. Rồi ok. Đó, cái con này thì giữ sử dụng rất là dễ nha. Anh em chỉ cần ở đây nó sẽ có nút power này, đó, cài lên ha. Anh em có thể nhìn thấy ở đây nó sẽ có bộ các cái đơn vị à. Đây, đơn vị PSI nè. À, đơn vị bar này, rồi KPA nè. Rồi và đơn vị kg trên cm khối ha. Và đặc biệt là cái này thì anh em có thể set trước được cái áp suất ha. Em set trước được cái áp suất để nó đạt được, ví dụ như khi anh em bơm lớp xe máy đi, xe máy cái bánh sau xe máy thì đâu đó nếu mà đơn vị kg trên cm khối thì sẽ khoảng tầm 2.2 hoặc là 2.3 ha. 2.3 kg trên cm khối là bánh sau của một chiếc xe máy. Thì anh em chỉ cần set như thế này ha, và anh em bấm bơm, bóp cò để bơm ha. Thì bơm rất là nhanh nha. Một cái bánh xe thì thời gian bơm của nó đâu đó khoảng tầm chưa đến 1 phút nha anh em. Chưa đến 1 phút thì nó sẽ đạt được cái mức là 2.3. Thì khi mà đạt đủ mức 2.3 thì máy nó sẽ tự động ngưng, nó sẽ không có bơm nữa nha anh em. Đó thì nó mình đảm bảo là không có sợ là cái máy nó cái bánh xe mình nó bị nổ hay gì hết ha. Nên là anh em yên tâm. Còn ví dụ khi anh em bơm về lớp ô tô hay gì đó thì anh em cũng có thể tìm kiếm cái tra những cái thông tin ở trên Google, nó sẽ có hết ha. Ví dụ áp suất lớp của xe này xe kia đó thì anh em cứ set đúng rồi anh em bấm vào bơm thôi. Đó, bơm rất là nhanh nha. Con này thì em thấy bơm khá là đã. Rồi đi kèm theo nó thì nó ngoài một cái đầu bơm lớp xe máy ô tô như thế này thì nó còn thêm một cái đầu. Cái đầu này là đầu chắc là đầu để bơm bơm phao này hoặc là bơm cái gì đó. Còn một cái đầu bơm banh luôn ha. Khá tiện dụng, ở trong nhà anh em nên để sắm một cái như thế này để nhiều lúc mà mình cũng cần dùng đó nè. Và giá nó khá là hợp lý ha, chỉ có 540.000, và đặc biệt trong cái đợt này thì em hỗ trợ cho anh em thêm 10% nữa. Đó, cái con này thì em cũng nhập về số lượng rất là nhiều nè. Đó, anh em có thể nhìn thấy đây, đây là con Z1001 này. Đây cũng Z1001, một chồng Z1001 ở đây. Qua đây cũng là thêm một chồng Z1001 nữa nè anh em. Tất cả vật Z1001. Rồi bên này cũng là Z1001 nữa luôn. Đó, Z1001 một mớ luôn. Đó, những cái này thì là các bạn ở bên Hukan có báo là những con này bán rất là tốt và thường xuyên hết hàng ha. Nên là em lấy số lượng nó nhiều để phục vụ cho anh em trong cái đợt đầu, cái đơn hàng đầu tiên này ha. Rồi tiếp tục sẽ lên cho anh em tiếp một cái mã khác ha. Lên cái gì đây? Rồi tiếp tục là một cái con máy. Con máy này là con máy máy khoan ha. Máy khoan 3 chức năng. Mã của nó là mã con này là Z1001. Rồi con này là con Z1001 nha anh em. Đó, con này thì sử dụng điện 21V. Đó, con này thì giá nó cũng khá là mềm. Cái thân máy ha, thân máy nó có đi kèm theo là một cái tay cầm như thế này. Máy được đựng trong cái hộp bằng giấy nha. Motor cũng là motor rất led luôn. Rồi thông số của máy đây nhìn cho anh em coi trên cái hộp cho nó dễ nha. Lực xiết của nó là 80 Newton nhân mét ha. Đầu của nó là đầu 13 ly. Đó, auto lock luôn. Rồi lực xiết tối đa là 80 Newton nhân mét nè. Có hai tốc nha, tốc tối đa của nó là 1500 vòng trên phút ha. Đó, khá là ok. Motor là motor roulette 3 chức năng nha, 3 chức năng. Rồi ở đây nó có vòng chỉnh lực nè, anh em chỉ cần chỉnh qua chế độ búa là dùng, anh em dùng để khoan tường nè. Rồi chế độ mũi khoan dùng để khoan gỗ sắt và chế độ trượt ha. Và có hai cấp tốc độ, cấp 1 và cấp 2. Ở dưới này thì nó chỉ có cái đèn để báo dung lượng pin thôi ha, chứ nó không có cái nút điều chỉnh gì tí này nha anh em. Cái này nó đơn giản vậy thôi. Motor roulette nha. Rồi con này thì anh em xài cho gia đình khá là ok ha. Cái thân máy của nó giá là 640.000. Và em vẫn hỗ trợ cho anh em là giảm cho anh em thêm 10% trong cái đợt Tết này ha. Đó, chương trình cuối năm mà, anh em nào mà cứ tới cửa hàng lấy là có chương trình giảm giá hết. Rồi tiếp tục là một cái con máy chuyên vít. Đây là một con chuyên vít nha anh em. Chuyên vít là HKCVDTD 173MCL. Đây. Thì tất cả các sản phẩm của Hukan đều được bảo hành 6 tháng nha anh em. Bảo hành 6 tháng theo chính sách của hãng ha. Đó, con chuyên vít này nó rất là nhỏ gọn. Có thể nói là con này là nó nhỏ gọn nhất hiện tại luôn anh em. Đó. Quá trời nhỏ luôn.
đèn rất là sáng ha. Đầu của nó thì đầu 6.35. Đó, lực của nó là lực của con này là 100 mấy newton đây. Lực xiết của con này là 180 newton nhân mét nha. 180 newton nhân mét và tốc của nó tối đa là 3600 vòng trên phút. Thì con này nó có nhiều màu lắm em, màu vàng này, màu xanh rồi tùm lum màu hết, nhưng mà hiện tại thì em thấy màu xám khá là đẹp nên em chỉ nhập màu xám này thôi. Rồi, ở phía sau này nó có điều chỉnh luôn. Nó có một số cái điều chỉnh nè, hoặc là ở trên này nè. Ồ, điều chỉnh trên này hay quá. Đó, điều chỉnh ở nút ở phía trên tay này luôn ha, nó thuận tiện nè. Nó có tốc 1 2 3 4 nè. Đó, bốn tốc nha anh em. Bốn tốc 1 2 3 4 ha. Đó, hoặc là điều chỉnh phím dưới này cũng được luôn. Và cái đây mình này sẽ có một cái đèn báo binh. Nói chung con chiên vít này nó khá là nhỏ gọn nha anh em. Nên là anh em nếu mà anh em làm việc thường xuyên thì anh em cũng có thể sắm con này để anh em xài. Đó, con này thì giá bao nhiêu đây? Con chiên vít này 173. Chiên vít 173 MCL, giá của nó là 570.000 nha anh em. 570.000 và em cũng giảm cho anh em thêm 10% luôn. Đó là giảm cho anh em được khoảng 60.000 đó, là chỉ còn có 510.000 thôi. Đó, giá rất là ngon. Nói chung là anh em nào mà đang có nhu cầu thì anh em sắm được trước Tết này thì nó sẽ có giá nó ok hơn, tại vì em đang chạy chương trình giảm 10% cho anh em. Rồi, tiếp tục qua sản phẩm khác nha. Ở đây Hukan nó về các pin với sạc nữa nè. Đây là pin 4A nhưng mà chắc là pin em không giới thiệu nha. Anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ giùm em thì em sẽ giới thiệu chi tiết. Rồi, một cái con máy mài em về cũng rất là nhiều luôn. Đó, anh em có thể nhìn coi này. Một hàng máy mài. Đây là con máy mài mà bên hãng báo là bán rất là tốt trong cái thời gian gần đây. Đó, mã của nó là HKAGS6400BL. Cũng là motor rootless luôn nha. Và đặc biệt là cái giá này hết hồn luôn em. Đó, giá chỉ có 520.000 thôi. 520.000 cái con máy mài này. Và đặc biệt là em vẫn hỗ trợ cho anh em là cái chương trình đó là khi anh em mua các sản phẩm của Hukan thì em sẽ hỗ trợ cho anh em thêm 10%. Đó, còn máy mài này rất là nhiều nè. Anh em có thể nhìn thấy những cái mã này là thường xuyên cháy hàng ha, nên là em cũng nhập về để cho có hàng để anh em bán, chứ nếu mà nhập 1-2 chiếc về xong mới bán được 1-2 anh em hỏi mua cái nó hết hàng thì kỳ lắm. Đó, nên là đợt này làm Hukan thì em sẽ làm sâu luôn ha, nhập nhiều về luôn. Nó vừa có cái mức giá nó ưu đãi tốt cho anh em, rồi vừa đảm bảo là hàng lúc nào cũng có để cho anh em mua nha. Rồi, giờ em lấy khui con máy này ra cho anh em. Thì đối với con máy mài này thì cái máy nó sẽ nằm trong một cái hộp giấy như thế này ha. Nó có một cái tay cầm, rồi cái bàn trắng bảo vệ này, phiếu bảo hành này, một cái đồ để tháo lắp đĩa này, và cuối cùng là cái thân máy. Nói chung là cầm nó cũng khá là chắc tay nha. Giá nó khá là hợp lý á. Nhưng mà cầm máy đồ này kia mọi thứ cũng khá là ok á. Công tắc là công tắc bóp. Công tắc bóp ha. Rồi, ở trên này thì anh em sẽ nhìn được cái thông số của máy đây. Rồi, 21V, cốt M10, đường kính đĩa là 1 tấc, motor rootless nha. Và tốc độ của nó là 3 tốc hơn, 3.200, 4.800 và 6.400 vòng trên phút. Cốt của nó là M10. Giờ gắm pin vào chạy thử cho anh em coi. Cái máy mài này em về rất là nhiều nha anh em. Đó, nên là anh em... Nói chung cũng khá là ok ha. Máy chạy êm nha anh em. Tiếng máy khá là êm nha. Rồi, ở đây nó sẽ có 3 tốc thôi, 1, 2, 3. Thì nó sẽ tùy theo vào nhu cầu công việc mà anh em có thể lựa chọn cái tốc nó phù hợp. Ví dụ như những anh em nào mà sử dụng để đánh bóng, chà nhảm nữa thì anh em sử dụng tốc ở tốc 1 và tốc 2 thôi. Còn anh em sử dụng cắt nữa, cắt thật mài nữa thì anh em sử dụng ở tốc độ tối đa. Đó là đây. Máy chạy rất là mạnh nha. Rồi, con máy như thế này ha. Con máy như thế này thì giá của nó chỉ có là 520.000. Nó quá rẻ luôn. Rồi, con này thì cũng khá là ok anh em ha. Công tắc bóp, có tay cầm, motor rootless. Rồi, giá chỉ có 520.000, giảm cho anh em thêm 52.000 nữa ha, tức là giảm 50.000 đi. 50.000 là còn lại chỉ có 470.000 thôi anh em. Oh, quá ngon không? Quá ngon luôn ha. Rồi, ok. 520.000, giảm cho anh em thêm 10%. Đây, em về số lượng khá là nhiều nha. Rồi, tiếp tục là lên cho anh em tiếp con gì đây. Rồi, ở đây là một cái con máy mài điện.
Mài điện thì cái con máy mài điện này bên hãng họ báo thì bán cũng rất là nhiều nè. Đây, mở ra cho anh em coi luôn. Thì con mài điện này giá của nó là 460.000 ha. 460.000 thì em vẫn hỗ trợ giảm cho anh em thêm 10% luôn. Đó, đi kèm theo thì nó có một cái cặp chổi than, rồi tay cầm với lại là cái vành vành trắng ha. Đó, con này thì nó có điều chỉnh được tốc độ nha anh em, có 7 tốc ha. Điều chỉnh được tốc độ. Đó, nhỏ gọn như thế này. Công tắc đuôi ha. Công suất của nó là 950W nha anh em. Rồi giá của con này, giá của cái mã này chỉ có 460.000 nha anh em. 460.000 mà con máy mài này điều chỉnh được tốc độ luôn này, máy hay này nè. Cái điều chỉnh tốc độ rất là lợi hại nha. Đó, chống khởi động lại rồi điều chỉnh tốc độ rồi khởi động mềm đâu nữa. Đó, khá là ngon ha. Và giá của nó chỉ có 460.000 thôi. Và đặc biệt anh em mua đợt này thì em còn hỗ trợ cho anh em giảm thêm 10% nữa. Rồi, tiếp tục ha, tiếp tục lên cho anh em tiếp một cái con máy gì đây. Đây, con này cũng là dòng 16.8V, mã của nó là HM16 Q7 Pro ha. Thì con này cũng lực là 45 Nm/m. Đó, con cái con mà mã 0445 cũng là 45 Nm/m, không biết sao con này giá nó lại mắc hơn. Rồi, một bộ nó cũng là một máy hai pin một sạc luôn. Bộ phụ kiện thì cũng y chang bên cái bộ phụ kiện bên kia nha anh em. Đó, bộ phụ kiện là cũng đầy đủ ha, đầy đủ giống như bên cái bộ mà 0455. Đó, anh em nào biết hai con này khác nhau gì anh em có thể comment lên giùm em nha. Cũng là con khoan ba chức năng luôn ha, nhưng mà con này thì nó màu vàng. Giá của con này thì nó lại chênh lệch hơn. Con này thì giá của nó là tới 860.000 nha. 860.000, còn đối với con mà 0445 á thì giá của nó chỉ có 730.000 thôi. Con này thì chắc để em hỏi lại bên hãng coi nó khác nhau cái gì, như tại sao cái con này nó lại mắc hơn ha. Tại vì về lực đồ này kia mọi thứ thì nó bằng nhau mà, lực của nó đều là 45 Nm/m hết. Nhưng mà cái giá của con này thì nó lại mắc hơn con kia tới mắc hơn con bên kia là khoảng gần 100.000 anh em, 860 với 730, 130.000 luôn. Rồi, cái bộ này thì em vẫn hỗ trợ giảm cho anh em thêm 10% nha. Rồi, tiếp tục ha. Hôm nay nhiều mã quá trời luôn. Rồi, con F9 ha. Con này F9, lực của nó là 50 Nm/m. Con này thì bữa trước em có hai con. Em có hai con, đã bán một con rồi, giờ còn một con ha. Con này giá của nó là 420.000. Thì hôm trước em có báo là em báo giá thẳng cho anh em luôn, là giảm cho anh em thêm 100.000, là chỉ còn có 320.000. Đó, còn một con duy nhất nha. Anh em nào lấy thì anh em có thể liên hệ ha. Con này là của nó 50 Nm/m nha anh em. Thì vẫn có khoan ba chức năng luôn. Anh em có thể là sử dụng để khoan tường, khoan gỗ, khoan sắt, bắt bít sử dụng trong gia đình khá là ok ha. Một con duy nhất nha. Rồi, tiếp tục là một cái con cũng là dòng D16 luôn. Rồi, con này chuyên bít búa ha. Anh em nhìn thông số của máu nè, máy nè. Đó, pin của nó là pin 2A, 10C, 10 cell. Rồi, tốc độ của nó là tới là tối đa là 3.500 vòng trên phút. Lực búa đó tối đa nó là 130 Nm/m. Lực búa 130 Nm/m cũng lớn lắm nha anh em. Và đặc biệt á, cái mà anh em có thể thấy thích hơn của Hukan á, đó là tất cả sản phẩm của họ đó, những cái dòng D16 đều có hộp đựng bằng nhựa như thế này ha. Đó, nên là nó cũng khá là ok. Anh em bỏ đi làm đồ, nó gọn, không có sợ bị hư máy hoặc là mất ha. Rồi, con này thì nó có một cái là hay nè, anh em điều chỉnh được cái đó. Hay ha, điều chỉnh được tốc 1, tốc 2, tốc 3 ha. Đó. Rồi, có điều chỉnh được luôn nha. Hình như là con này nếu mà điều chỉnh tốc được thì bên Deadtong thì chưa có con nào giống con này hết ha. Đó, con này khá là hay, tức là anh em có thể điều chỉnh được lực lớn, lực nhỏ. Đó, đảo chiều này, lực nhỏ này, chạy tốc rất là chậm nè. Tốc 2 nè, tốc 3 nè. Đó. Nhưng con này vẫn vít khá là ok nha. Thiết kế nó đẹp ha, màu xám là hiện tại là cái màu gọi là được ưa chuộng nè. Ở đầu này thì nó được bọc một cái lớp hình như mica, nhìn cũng khá là ok. Rồi, vít búa nha, vít búa D16. Pin 16.8V ha. Giá của nó là 1 triệu mấy đây. Tôi coi lại không nhớ giá này. Con vít búa này giá của nó là 1.060.000 ha. Giảm cho anh em thêm là 160.000 nữa. Đó, lột 106.000 chứ. 106.000 cho 110.000 luôn đi.
là còn lại chỉ còn có 1.110.000 là còn 950.000 nữa nè, đúng không ta? 950.000, đúng rồi đó, chỉ còn có 950.000 thôi, quá ngon ha. Anh em lưu ý là cái chương trình này thì em chỉ áp dụng trong thời gian có hạn, tức là trong cái đợt Tết này, coi như là tri ân anh em trong thời gian qua đã ủng hộ cho dụng cụ hình da nha. Còn anh em nào mà ở ngoài các cái miền Trung, miền Bắc đó thì có thể là đặt hàng trong cái dịp này, có thể là giao không kịp thì anh em cũng có thể đặt hàng trước ha. Qua Tết em sẽ ship, hoặc là em sẽ trao đổi lại với bên vận chuyển là họ có ship hàng kịp hay không. Nếu mà ship hàng kịp thì em cũng sẽ ship cho, tranh thủ ship cho anh em. Còn trường hợp nếu mà không kịp thì chắc là phải qua Tết ha. Rồi cái giá này thì nếu mà anh em nào vẫn đặt hàng trước Tết thì em vẫn hỗ trợ cho anh em giữ cái giá này. Rồi con thổi lá. Thổi lá ha, con thổi lá Hukan, mã nó là HM21EBL1660D. Đó, mã nó hơi khó chịu ha, nó dài quá. Rồi con này là 6 speed luôn. Rồi cái này là motor gì đây? Con này hình như là motor chổi than rồi nè, không có ghi gì, chắc là motor chổi than rồi. Rồi bây giờ mở con máy ra cho anh em coi. Cái này bảo hành 1 năm luôn hả? Ghê vậy. Rồi nó có phiếu bảo hành nè, ống thổi to nè. Wow. Ồ, thiết kế màu xám đẹp lắm anh em. Mà mẫu này mẫu Gen 2 ha. Thường mẫu Gen 2 là mẫu nâng cấp nha anh em. Mẫu Gen 2 là mẫu nâng cấp, tức là hồi trước đó nó sẽ có một cái mã rồi. Thì em cũng không có rành về sản phẩm Hukan lắm, nên là em cũng không có rõ lắm ha. Thì nếu mà anh em nào biết thì anh em có thể comment. Đó, nó có một cái dây đeo như thế này. Con này thì nó có thể cầm, nó cũng khá là vừa tay này anh em, tức là nó cũng không có quá to ha, không quá to cũng không quá nhỏ. Và đặc biệt thiết kế màu xám này thì nhìn nó đẹp quá anh em. Đó, cái gì đây? Dạ. Rồi ở đây thì nó sẽ có một cái ống để nó nối nha nè, ống để nối như thế này. Rồi nối hai nắp luôn, một nắp dài ra nữa. Nói chung con này nhìn nó khủng quá nè, cũng khủng á. Đó, nó to như thế này ha. Rồi giá nó cũng không có quá cứng đâu nè. Đó, nhìn đẹp ha. Rồi gắn thêm cục pin vào coi. Cục pin đây, gắn thêm pin vào chạy thử cho anh em nghe cái tiếng máy nha. Ở đây nó sẽ có cái nút điều chỉnh nè, on off. Rồi tổng cộng là 6 cấp nha nè. Wow. Quá mạnh luôn. Đó, con này thì quá ok nha. Rồi con này giá bao nhiêu đây? Hukan. Rồi con này, wow, giá nó rẻ quá trời rẻ luôn anh em, chỉ có 750.000 à. 750.000 con máy thổi lá nó to như thế này ha. Con này thổi chắc bao hiệu quả luôn. 750.000. Đặc biệt là trong đợt này anh em mua còn được hỗ trợ thêm giảm thêm 75.000 nữa, 10% ha. Quá ngon luôn. Rồi con máy thổi này nhìn nó đã quá nè. Đó, giá này quá ok luôn nè. Giá con này 750.000 rất là ok nha. Đáng để anh em mua á. Ngon. Rồi. 750.000 nha, anh em nào có nhu cầu mua dọn dẹp hoặc là làm quà tặng cho ông bà dưới quê thì anh em có thể tham khảo con này. Chỉ có 750.000 thôi, 750.000 còn được giảm thêm 10% nữa. Quá xịn luôn. Rồi tiếp tục qua mã nha anh em. Rồi qua mã, thêm một cái mã, rồi thêm một cái con thổi lá luôn. Tất cả các cái sản phẩm mà chân M21 của Hukan á thì nó đều là sử dụng chân phổ thông nha anh em. Chân binh phổ thông ha, nên là anh em yên tâm. Ở bên Hukan thì họ chưa có cái chân binh riêng. Rồi tiếp tục là một cái con máy, máy này cũng là máy thổi luôn nha. Máy thổi con này nó gần giống với con của Deton anh em, cái con mà chân D21, nhưng mà thiết kế của con này nó lại màu xám luôn. Giá của nó là 450.000, 450.000, và bên em vẫn đang hỗ trợ cho anh em cái mức ưu đãi, đó là hỗ trợ cho anh em thêm 10% ha. Cái chương trình mà giảm giá 10% này gần như là không có luôn anh em, tức là chỉ có vào cái dịp Tết này thì em mới hỗ trợ cho anh em thôi. Chỉ còn vài ngày nữa Tết rồi đó, các đơn vị khác thì họ cũng đã nghỉ hết rồi ha, nên là em sẽ chạy hỗ trợ cho anh em trong cái thời gian này thôi.
chứ còn mà qua Tết mà bán theo giá này thì bên hãng họ sẽ cắt cái phân phối của em luôn. Tức là chính sách giá của bên Ucan họ cũng khá là gắt nha nè. Rồi con máy này thì giá của nó là 450.000 ha. Đó, 450.000. Nói chung là gần như là nó giống với cái con của Deadtone. Đó, nhưng mà cái thiết kế này là thiết kế chân M. Và cái thứ hai đó là nó màu xám ha. Đó, gắn vào chạy thử coi. Nó làm sao ha. Rồi, nó có nhiều tóc nha anh em. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, 6 tóc anh em ha. Wow. Rồi, đánh giá mấy thổi này ha. Khỏe. Khỏe, ống thổi to. Nói chung là thiết kế màu sắc này kia mọi thứ đẹp. Đó, rồi không biết chất lượng nó như thế nào thôi. Nhưng mà về tổng quan với mức giá 450.000 thì con này cũng khá là ngon ha. 450.000 thôi nè. Chân là chân phổ thông luôn. Rồi con này thì hiện tại em vẫn hỗ trợ cho anh em, giảm cho anh em thêm 10% nha. Chỉ áp dụng trong cái đợt này thôi ha. Còn qua Tết mà anh em kêu là bữa trước báo là có nhiều anh em coi cái clip nó hơi trễ nè. Ví dụ như chương trình em đang chạy như thế này, có thể là qua Tết anh em sẽ coi được cái clip này. Và anh em yêu cầu là bán như giá như hôm nay thì chắc chắn là không được nha. Tại vì những cái chương trình em ra nó đều có thời hạn để chạy hết. Chứ còn mà bán theo cái giá như thế này thì thứ nhất đó là sẽ không có đảm bảo được cái lợi nhuận. Cái thứ hai á là không có đủ chi phí để vận hành đâu anh em. Và cái thứ ba là nó sẽ ảnh hưởng tới cái chính sách giá của hãng á. Nhiều đại lý họ sẽ complain và có thể là gây một số cái vấn đề nó không tốt ha. Nên là anh em nào mà trong cái đợt Tết này anh em có nhu cầu thì anh em mua ngay hoặc là đặt hàng ngay ha. Đó, mua ngay hoặc đặt hàng ngay. Đó, đối với những anh em nào mà ở các cái đơn vị ngoài Bắc á thì nếu mà chưa ship kịp á thì em sẽ nhận cọc nha. Thì đợt này thì em sẽ nhận cọc để qua Tết em ship ha. Tại vì nhiều khi anh em đặt xong rồi qua Tết anh em không lấy thì nó rất là mất công. Bên em phải lên đơn hàng rồi theo dõi này kia mọi thứ hết á. Nên là những anh em nào ngoài Bắc mà chưa ship kịp trong cái đợt Tết này thì em sẽ lấy tiền cọc. Đó, tiền cọc thì chắc là khoảng tầm 100-200 nghìn đó thôi. Nói chung là tượng trưng để anh em giữ hàng, để có thể là qua đầu năm thì em sẽ bắt đầu em ship cho anh em. Rồi, tiếp tục là một con máy hàng của Marula. Thì nếu anh em nào mà fan của Ucan thì anh em sẽ biết Marula là một cái thương hiệu con của Ucan ha. Đây, nó sẽ có một cái dây cộng dây hàng, một cái và cái kẹp mắt ha. Đó, kìm hàng kẹp mắt. Rồi có mặt nạ hàng luôn. Con máy thì nó khá là nhỏ gọn anh em. Công nhận bây giờ máy hàng nó thiết kế gọn ghê á. Cực kỳ gọn nhẹ luôn. Đó, có thêm một cái cây chổi đánh rỉ nữa nè. Có mặt nạ hàng luôn nha anh em. Rồi, con Marula ha. Đó, giá khá là ok nè. Con Marula này giá của nó chỉ có 708.000. Là cho 710.000 đi. 710.000 giảm cho anh em thêm 10% nữa. Tính ra con này chỉ còn có 630.000. Quá trời rẻ luôn. Anh em nào mà mua về để sử dụng trong gia đình rất là ok nha. Đặc biệt những anh em ở dưới quê á, thì những con máy hàng này xài rất là dễ. Anh em chỉ cần cắm kìm và kẹp vào rồi anh em mua thêm cái quay hàng là anh em có thể sử dụng được rồi. Đó, kìm kẹp với lại thêm quay hàng là sử dụng ok rồi nha. Đó, hàng chuồng gà, chuồng dê, chuồng chó gì đó thì anh em xài. Đó, 708.000 thôi nha. Và đặc biệt là em đang có chương trình hỗ trợ cho anh em thêm 10% nữa. Nên là anh em có thể cân nhắc để mua trong cái đợt này. Hoặc là nếu mà anh em ở ngoài khu vực ngoài á, thì anh em có thể đặt cọc ha. Đặt cọc rồi qua đợt Tết này, sau khi ăn Tết xong thì em sẽ vô. Em tranh thủ em ship cho mình ha. Rồi thêm cái gì nữa ta. Máy bắn đinh ha. Máy bắn đinh em cũng đang có luôn. Máy bắn đinh của Ucan. Đó, mã của nó là... Con này là mã nó là cái gì đó. HM21 LAG0380BL ha. Motor rút led luôn nha anh em. Con bắn đinh này thì xài cũng khá là ok. Giá của nó là 1.050.000. Và vẫn đang hỗ trợ cho anh em chính sách là giảm 10%. Đó, thì đây là tổng quan một số cái sản phẩm của Ucan ha. Đó, thì ngày mai em sẽ còn thêm một cái lô hàng về nữa nha anh em. Thì hôm nay chỉ là một số cái mã thôi. Đó, đa số thì những cái mã này đều bán chạy. Đó, có con khoan bê tông nữa nè. Khoan bê tông điện rồi khoan bê tông pin có luôn. Đó, giá của nó, con bê tông điện giá của nó chỉ có 990.000 nè. Đó, hôm nay em sẽ test cho anh em coi con này. Rồi những con máy laser
Nói chung là cũng khá là nhiều. Nhưng mà chắc là em để dành ngày mai đi, ngày mai em sẽ lên tiếp cho anh em coi bên Hukan nó còn những cái mã gì nữa ha. Rồi, nhắc lại là trong chương trình của Hukan ha, tất cả những sản phẩm của Hukan thì em sẽ có chương trình đó là hỗ trợ cho anh em thêm 10% khi anh mua từ bây giờ cho đến hết ngày 28 tháng 12 âm lịch ha. Tính âm lịch nha anh em. 28 tháng 12 âm lịch thì sẽ được hỗ trợ cho anh em thêm 10%. Thì cửa hàng em nằm ở bên Hiệp Bình Phước Thủ Đức nên là anh em nào ở gần á thì anh em có thể ghé cửa hàng để anh em lấy luôn. Còn nếu mà anh em mà ở các khu vực quận 10, quận 5 hoặc là đó thì anh em nếu mà anh em muốn lấy hàng ngay á, tại vì bây giờ gửi qua ship nó cũng hên xui lắm anh em. Ví dụ như có đơn vị ở quận 8 em ship tới gần cả tuần rồi mà vẫn chưa nhận được. Nhưng mà có những anh em ở khu vực Tiền Giang rồi khu vực miền Tây á lại ship trong ngày, ngày qua ngày hôm sau là nhận được rồi. Nên là nó hơi nhạy cảm một xíu, nên là những anh em nào mà có thể đặt Grab được á thì em sẽ đặt Grab. Đó, đặt Grab thì anh em có thể hỗ trợ giùm em thêm một chút xíu chi phí ha. Ví dụ bình thường là cái chi phí ship mùa cuối năm này đâu đó nó sẽ khoảng tầm 35 tới 40 nghìn. Đó, nhưng mà em book Grab 2 giờ. Đó, anh em thanh toán bằng chuyển khoản á, em book Grab 2 giờ và 4 giờ thì cái phí nó đâu đó nó còn dao động khoảng tầm 35 tới 40 nghìn thôi, hoặc là cao lắm là 50 nghìn thôi. Còn anh em nào mà cần lấy ngay á thì sẽ book siêu tốc thôi, siêu tốc thì nó có thể mắc hơn một chút xíu. Còn anh em nào ở gần thì có thể ghé qua cửa hàng để anh em lấy luôn. Rồi, những cái sản phẩm hôm nay thì em chỉ lên các sản phẩm của Hukan thôi. Nhưng mà các sản phẩm Deptong thì em vẫn đang bán rất là nhiều nha anh em. Deptong thì em vẫn chuyên hơn ha. Trước giờ vẫn làm Deptong, làm chính là Deptong mà. Nên là vẫn có cái mức giá rất là tốt cho anh em trong cái mùa cuối năm này. Gần như là sản phẩm nào em có chương trình giảm từ 100 tới 200 ngàn. Đặc biệt là các cái chương trình máy rửa xe ha. Rửa xe giảm tầm 200 tới 300 nghìn hoặc là nén khí cũng vậy. Đó, nhưng mà tùy mã, anh em cứ tới cửa hàng lấy đi, em sẽ bảo đảm là anh để cho anh em cái mức giá cực kỳ hợp lý nha, không có làm anh em thất vọng đâu. Rồi, ví dụ ở đây là có một số cái mã rửa xe này, con 2200A là bữa giờ bán rất là nhiều này. Rồi hoặc là con rửa xe bin nè. Rửa xe bin con 775 thì anh em cũng mua rất là nhiều ha. Rồi các con nén khí. Đó, nén khí 30 lít, nén khí rồi 25 lít, rồi nén khí 12 lít. Đó, hoặc là các con máy của Deptong ở bên này, con 1385 nè. 1385 đang có giá tốt nha anh em. Rồi con hút bụi HB01. Đó, con hút bụi pin này thì bữa giờ anh em cũng mua rất là nhiều. Giá của nó vẫn là 750 ngàn nha anh em. Rồi con rửa xe pin thì giá của nó vẫn là 600 nghìn ha. Rồi các cái dòng laser. Rồi ở bên này có thêm mấy hút bụi thì, dùng điện nè. Rồi chắc là tổng quan cho anh em những cái sản phẩm như vậy ha. Đáng lẽ hôm nay em có lên livestream nhưng mà em không lên được thì anh em cũng thông cảm. Tại vì cuối năm cũng nhiều việc quá anh em, bề bộn mọi thứ ha. Đó, nên là anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em cứ liên hệ trực tiếp giùm em để em tư vấn thêm. Còn đối với các sản phẩm Hukan thì nó đang có sẵn hàng ở đây. Rồi, cảm ơn em. Ngày mai thì em sẽ lên tiếp một clip về các sản phẩm Hukan và có thể là thêm một xen kẽ vào đó là một số cái chương trình của máy Deptong ha. Anh em nhớ đón xem nha. Rồi, cảm ơn em. Xin chào và hẹn gặp lại.